này thiện hiện trong bản tánh không quả dự lưu chẳng thể nắm bắt được quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác cũng chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện trong bản tánh không tất cả hạnh đại bồ tát chẳng thể nắm bắt được quả vị giác ngộ cao tột của chư phật cũng chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện trong bản tánh không pháp sắc phi sắc chẳng thể nắm bắt được pháp hữu kiến vô kiến hữu đối vô đối hữu lậu vô lậu hữu vi vô vi cũng chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện trong bản tánh không ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng thể nắm bắt được tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc cũng chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện như bốn chúng mà Phật hóa ra là bí xô, bí xô ni, ô ba sách ca, ô ba tư ca, giả sử có hóa Phật, trải qua trăm ngàn ức triệu kiếp, vì bốn chúng ấy tuyên thuyết pháp yếu, theo ý ông thì sao? Hóa chúng như thế có thể đắc quả dự lưu, hoặc đắc quả nhất lai, hoặc đắc quả bất hoàn, hoặc đắc quả a-la-hán, hoặc đắc quả vị độc giác, hoặc đắc quả vị giác ngộ cao tổ trăng thiện hiện đáp bạch thế tôn không bạch thiện thệ không vì sao vì các hóa chúng ấy hoàn toàn không có thật chẳng phải là pháp không thật có thể có đắc quả phật dạy này thiện hiện các pháp cũng vậy đều bản tánh không hoàn toàn không thật có thì ở trong đó cái gì là đại bồ tát vì hữu tình gì, nói pháp gì có thể khiến đắc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả vị độc giác, hoặc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện các đại Bồ Tát tuy vì hữu tình tuyên thuyết các pháp bản tánh không, nhưng các hữu tình thật chẳng thể nắm bắt được. Thương xót họ rơi vào điên đảo nên cứu vớt khiến an trụ pháp không điên đảo. Không điên đảo nghĩa là không phân biệt, không phân biệt thì không điên đảo, nếu có phân biệt thì có có điên đảo vì chúng cùng một loại này thiện hiện trong các cái không phân biệt, không điên đảo, không có ngã hữu tình, dòng xanh mạng khả năng xanh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý xanh nho đồng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, khả năng thọ quả báo, khả năng khiến người thọ quả báo, cái biết cái thấy cũng không có sắc, không có thọ tưởng hành thức, cũng không có nhãn xứ, không có nhĩ tí, thể thân ý xứ cũng không có sắc xứ, không có thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng không có nhãn giới, không có nhĩ tí thể thân ý giới, cũng không có sắc giới, không có thanh hương vị xúc pháp giới, cũng không có nhãn thức giới, không có nhĩ tí thể thân ý thức giới, cũng không có nhãn xúc, không có nhĩ tí thể thân ý xúc, cũng không có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không có các thọ do nhĩ tí thể thân ý xúc làm duyên sanh ra